Hello, xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, mình vừa mới đi nhà sách về này, mình có mua cho em Quỳ Nhi một món quà các bạn ơi. Để đi vào nhà xem là Quỳ Nhi với bố Hùng ở nhà và đang làm gì. Không biết là có thích món quà mà mẹ Hằng mua cho không nhá. Hello, Nhi ơi. Dạ, con chào mẹ. Quỳ Nhi với bố Hùng ở nhà làm gì đây? Trả lời bình luận à. Wow, các anh chị ơi, em Quỳ Nhi đang trả lời bình luận này. Vâng ạ. Đúng rồi, các bạn ơi, hiện tại thì em Quỳ Nhi đang nghỉ hè và em Quỳ Nhi có một nhiệm vụ, đấy chính là trả lời bình luận ạ. Đúng rồi, em Quỳ Nhi sẽ trả lời bình luận của các anh chị mà comment ở trên các video nè. Vâng. Nếu mà các anh chị muốn em Quỳ Nhi có công ăn việc làm thì nhớ là bình luận nhiều nhiều vào nhá. Nhiều vào. Để em Quỳ Nhi trả lời mỏi tay luôn. Hả? Thế nãy giờ ở nhà trả lời bình luận thế có cái gì mà có bình luận nào vui và hay hay không? Đọc cho mẹ nghe xem nào. Có một chị đấy bảo xấu con. Bảo xấu á? Vâng ạ. Uầy, không biết là có một chị bình luận như nào mà khiến em Quỳ Nhi buồn thế này. Để đọc ra cho mẹ và các anh chị nghe xem nào. Chị đấy bảo là đánh cầu như đạp mũi dị trời. À, trời ơi. Không biết là cái chị nào đây mà bình luận bảo là kiểu là nói xấu ấy các bạn ơi. Nói như này là nói bậy đấy. Comment ở trên cái bình luận là em Quỳ Nhi và bố Hùng đánh cầu lông ấy các bạn ơi. Ý là ý của chị này bảo là em Quỳ Nhi đánh cầu lông gì mà kiểu là như kiểu đạp con muỗi ấy. Nhưng mà nói như này là bậy nhờ, đúng không? Bậy, nói chung thì con. Nói chung thì mình làm video clip ở trên này thì cũng sẽ có người yêu người ghét này, đúng không Quỳ Nhi? Nên là Quỳ Nhi có rất là nhiều các anh chị yêu thương luôn mà. Nên là những cái bình luận như thế này thì em Quỳ Nhi cũng không phải buồn đâu nhá. Đây này, có những bình luận bảo là ôi em Quỳ Nhi ngoan quá này, Quỳ Nhi xinh quá này. Đấy, Quỳ Nhi hãy nhìn vào những cái bình luận này xong rồi vui vẻ tích cực lên nhá. Vâng ạ. Đây, hôm nay rủ Quỳ Nhi với bố Hùng đi nhà sách mãi mà hai bố con không đi các bạn ơi. Con không đi đâu. Đây, bình luận còn đầy thế này. Hôm nay mẹ có quà cho Quỳ Nhi đây. Nhìn này. Ôi, Quỳ Nhi không thích thì thôi. Con có. Nào, để trả lương cho em Quỳ Nhi. Là Quỳ Nhi ở nhà trả lời bình luận thì mình đã mua một món quà này. Tên tên, còn đây là món quà nè. Con xin mẹ ơi, con bóc ra nhá. Nào, đố em Quỳ Nhi biết đây là món quà gì? Ở đây là một hộp kurumi. Kurumi, nhưng mà có biết gì bên trong không? Có không. Làm sao mà biết được? Đến nó mẹ cũng đến mẹ cũng chưa biết là bên trong là có món quà gì các bạn ơi. Ôi mẹ ơi, có tiếng này. Chắc chắn là bên trong là có gì đấy. Gì đấy? Đây thực chất là một hộp bí mật Kurumi các bạn ơi. Mẹ bên trong là đi. Cái gì là mình cũng chưa biết đâu, nên là tặng cho em Quỳ Nhi nè. Đó. Em thích lắm. Ôi giời ơi, điệu đà cực luôn. Thích Kurumi lắm các bạn ạ. Không biết là có anh chị nào thích Kurumi giống em Quỳ Nhi không? Các anh chị ơi, các anh chị thích Kurumi không? Em thích Kurumi lắm. Nếu mà các anh chị thích thì các anh chị để dưới bình luận cho em nha. Để em biết. Các anh chị ơi, không biết trong này là cái gì. Em tò mò lắm. Các bạn ơi, từ giờ trở đi á, em Quỳ Nhi sẽ trả lời bình luận. Nên là nếu mà các bạn muốn nói với em Quỳ Nhi điều gì thì nhớ comment nhiệt tình lên nha. Em comment nhiệt tình lên. Quỳ Nhi đọc hết được luôn đúng không? Vâng ạ, con đọc rồi mà. Thôi, bây giờ cái bộ đồ chơi này không cần phải tò mò nhiều nữa. Bây giờ em Quỳ Nhi có muốn bóc luôn không? Bóc luôn ạ. Ok, ở đây thì có rất là nhiều hình nè các bạn ơi. Đây, nhiều hình lắm. Đây là gì nhỉ Quỳ Nhi? Đây là gì con? Melody. Không phải Melody, Melody là khác. Thế à, đây Kurumi, Melody. Còn đây là gì này? Đây là Hello Kitty. Hello Kitty. Nhiều nhân vật lắm. Nhiều lắm nè, không biết là bên trong là gì luôn. Không biết, con sẽ thử mở một cái nha mẹ. Ok, thế để cho em Quỳ Nhi mở một cái nào. Quỳ Nhi chọn cái nào? Con chọn cái này. À, Kurumi dưới đấy à? Ok, Quỳ Nhi mở đi nào. Không biết là gì đây nhở các anh chị? À, xuất hiện rồi. Ui, mở gì mà mở tận hai hộp luôn. Đây là... Hello Kitty. Hello Kitty. Bên này. Ở bên ngoài là Hello Kitty mà.
À quên, ở bên ngoài là Kurumi, sao bên trong lại là Hello Kitty nhỉ? Nhưng mà đấy là biểu tượng như thế. Thế bên, bên này luôn nào, Quỳnh Nhi mở cẩn thận không là rách luôn đấy. Wow. Đây là gì? Ui, vẫn là Hello Kitty. À, đây lại Hello Kitty tiếp này các bạn ơi. Đây, hai Hello Kitty rồi. Đang ngồi. À, đang đứng. Ôi giời ơi, ngã mất rồi. À, thế thì mẹ biết rồi. Ở bên ngoài là một hình nhưng mà bên trong là một hình khác. Nói chung là nó không liên quan đến nhau. Không liên quan đến nhau. Mẹ thử tìm xem hình nào có hình okay. Kurumi đi. Kurumi nhá, mẹ sẽ mở hình này các bạn ơi. Để xem là có đúng Kurumi không. Vâng, mẹ mở đi. Để xem nào. Không biết là tay mẹ. Hả? Mẹ móc khóa. Cái gì đấy? À. À, cái này là mấy cái dây các bạn ơi. Cái dây này kiểu là buộc vào trong này này. Đó, đây là mấy cái dây. Các anh chị ơi, em không biết là chọn nào để bóc phải Kurumi. Cầu mong cho ông trời cho con bóc được Kurumi. 1, 2, 3, ở đây không có hình nhưng mà có cái này. Đó, thì... em thấy vẫn bóc được mà. Cái đấy á. À, em phải đi chọn cái ở giữa à, không biết là có phải Kurumi. Ui, Kurumi. Đâu? Kurumi. Nhìn này các bạn ơi, Kurumi. Đó. Em bóc chuẩn luôn. Cuối cùng á, à mẹ biết rồi, chắc là do Quỳnh Nhi cầu mong đúng không? Đúng rồi, mẹ cầu mong được cái gì? Cầu mong mình sẽ bóc được Melody. Ok. Melody, thế bóc hình này đi. Tại vì em Quỳnh Nhi chọn hình ở giữa rất là... Wow. Chưa. Melody. Đúng là cầu mong được thật luôn nè các bạn ơi. Melody luôn. Melody, đẹp quá. Được 4 hình rồi nè. Vẫn hình siêu đẹp luôn. Đẹp nhờ. Vâng ạ. Nào, Quỳnh Nhi bắt tiếp đi. Yeah. Bắt thêm hình này, tại vì nó cute. Ok. Ơi, bon bon. Pom pom. Pom pom. Đây, các bạn ơi, pom pom nè. Đó. Nói chung là cái trò mà bóc may rủi này cũng hay phết. Hay mà. Pom pom này, Melody này, Kurumi và hai hình Hello Kitty. Đấy. Bây giờ sẽ đến lượt. Lượt mẹ. Ok, lượt mẹ. Nói chung là kiểu mình không biết cái gì bên trong, rất là hồi hộp luôn các bạn ơi, rất là thích. Ôi cứng thế. Ui, yeah. Vẫn là Kurumi nhưng mà Kurumi cái nhưng màu mà khác. Đen các bạn ơi. Màu đen. Đấy. Yeah. Để con thêm một lần nữa. Cầu mong à? Cầu mong. Sau đó ở đây. Y à, y à. Cầu mong. Cái gì vậy? Ơ, Singapore. Singapore nhưng mà màu cam à? Không phải, mặc áo màu cam ạ. À, mặc áo màu cam thôi các bạn ơi. Thế là mình cũng được khối hình rồi đấy. Mẹ sẽ chọn hình này xem nào. Không biết là gì. Bên ngoài là ý gì đây? À, Hello Kitty. Giống như này. Hello Kitty này có anh em sinh đôi rồi. Đấy. Mẹ mẹ, sao ở đây ít cái dây như này mà nhiều như này. Biết đâu sao? Tí nữa con lại bóc được một túm cái dây nữa thì sao? Đã bóc hết đâu. Nào, con mong cho thêm cái dây. Ờ, thêm cái dây à? Dây. Các bạn ơi, thế bóc hết cái hộp này thì em Quỳnh Nhi có rất là nhiều móc khóa luôn các bạn ơi. Em sẽ ở đây. Ok. Yeah. Em Quỳnh Nhi cầu mong không biết là được gì. Lại là bon bon. Nè, em Quỳnh Nhi lại được cái hình này. Đó. Đến rồi mẹ bóc hộ con cái dây ở đâu? Mẹ bóc cái dây nha. Thế thì mẹ sẽ bóc cái hình gần cái hình lúc nãy của Quỳnh Nhi đi. Vâng. Để xem có phải là cái dây không. Mẹ, cái đây, này là đây. Bị một cái gì đấy. Ôi người ta bóc rồi. Ôi đúng rồi. Ủa? À các bạn ơi, cái này bị người ta bóc rồi. Xong người ta còn dán băng dính này lại nữa cơ. Trời ơi. Đúng là đẹp. Đúng là đẹp. May là cũng được cái dây đấy. Rồi. Mẹ ấy chưa? Em mong là mẹ bóc đúng cái dây thì cuối cùng mẹ bóc được một túm dây nữa luôn này. Đấy. Thế này là đỡ nhiều chưa? Nhiều rồi. Okay. Nhưng mà chưa đủ đến cái này. Nào bây giờ hai mẹ con mình cùng bóc một lượt hai cái luôn. Vâng ạ. 1, 2, 3. Cái này. Con sẽ chọn cái này. Là gì? Wow. Lại là Kurumi. Còn mẹ thì được Cinnamon. Đây Cinnamon này là sinh đôi rồi nè. Còn Kurumi cũng được sinh đôi rồi này. Wow, nhiều thế. Nhiều mẹ. Rồi. Thêm một cái nữa. Ok, thêm hai một cái mà. Nữa.
Đây, mẹ sẽ lấy cái này. Con sẽ lấy này. Ok. Nhiều thế này á, em Quỳnh Nhi có chia cho các anh chị bớt không? Có ạ. Pom pom. Mẹ cũng là pom pom nhưng mà pom pom màu vàng, Quỳnh Nhi pom pom màu gì? Màu xanh nhưng mà đội này. Đây các bạn ơi. Đó. Rất là nhiều rồi. Rất là nhiều rồi đấy. Có anh chị nào thích mấy cái móc chìa khóa này thì em Quỳnh Nhi sẽ tặng các anh chị nhá. Ok, em sẽ tặng cho. Rồi, tiếp nào. Thêm. Nhiều lắm, em Quỳnh Nhi bóc đi, tha hồ mà bóc luôn. Mẹ bóc cùng con chơi vui mà. Thôi, em Quỳnh Nhi bóc đi để mẹ ra mẹ lấy cho em Quỳnh Nhi cái hoa quả cái gì để ăn nhá. Vâng ạ. Nhiều này bóc đi, tha hồ. Các anh chị thích thì các anh chị bảo em nhá. Rất là nhiều luôn. Em sẽ bóc cái này. Lại là Kurumi. Đội này rồi. Đây, rất nhiều luôn. Không biết cái gì đây. Cinnamon. Không phải. Melody. Các anh chị ơi, em bóc hết ra rồi này. Nhiều con lắm. Có cả con khác này. Trời ơi, mẹ vừa ra tủ lạnh có một tí thôi mà em Quỳnh Nhi đã bóc hết rồi cơ à? Bóc hết rồi ạ. Uầy, nhìn này các bạn ơi. Đây, cho cái này bị lật ngược trở lại nè. Cũng đẹp phết đấy chứ. Đẹp nào, chứ. Để đấy cho các anh chị xem nào. Đấy, Hello Kitty này, Melody, Cinnamon, Pom Pom, Kurumi. Đó, nhiều các kiểu luôn. Đấy, nhiều thế này cơ mà. Các anh mẹ mẹ sâu vào đi. Em Quỳnh Nhi nhá. Sâu vào rồi cho các anh chị. Sâu vào à? Hay là để đấy lúc nào rảnh để xem là các anh chị thích cái nào thì mình sẽ sâu cái đấy xong mình gửi cho các anh chị. Lúc nãy mình có mua được một hộp đố em Quỳnh Nhi biết đây là hộp gì? A cherry. Cherry đâu mà cherry. Cherry là nó màu đỏ cơ mà, quả to hơn. Đây. Đây là quả Việt quất. Đúng rồi, quả Việt quất này. Bạn nào đã ăn Việt quất chưa? Thực chất thì đây là lần đầu tiên mình mua quả Việt quất và ăn quả Việt quất. Quả này to con này. Quả này. Này. Đấy. Ngon không? Hơi chua. Hơi chua. Ôi giời ơi. Mời tất cả các bạn ăn Việt quất nha. Đây, lần đầu tiên mình mua Việt quất cái quả này các bạn ơi. Hơi chua nhỉ? Nó chỉ hơi chua nhẹ thôi. Xong rồi là quả to ấy, con thấy không chua luôn. Quả to là không chua à? Cái vỏ nó giòn giòn, nói chung là cũng được. Em mua cho em Quỳnh Nhi nhá, chứ bố với mẹ ăn gì quả này. Tại sao? Nói chung là mẹ thấy không hợp khẩu vị mẹ lắm. Để đây nhá, thích ăn gì thì ăn. Mẹ ơi, con cho sao được cái không? Này, cái này kiểu như này rồi cho như này vào ấy. Để mà ai canh chị thích thì canh chị tự sâu vào. Bây giờ lại không sâu nữa à? Bây giờ lại bảo cho canh chị tự sâu à? Vâng. Đó, nó sẽ như thế này nè các bạn ơi. Wow. Các bạn có thể móc vào cái bút này, cái ba lô này, hộp bút cũng được. Thấy chưa? Các anh chị ơi, em có một cái liên quan về đến Kurumi. Cái gì? Cái này này, vào trong phòng cùng em. Các anh chị ơi, em có một cái tranh đình đá Kurumi này. Wow, Quỳnh Nhi có tranh đình đá này, thế mà sao chưa đính nhỉ? Ôi trời ơi. Con mới đính được một tí thôi. Mới đính được một tí ở trên góc này thôi á? Vâng ạ. Trời ơi, nghỉ hè bao nhiêu lâu rồi, bây giờ mới đính được một tí thế thì đến bao giờ mới xong cái bức tranh đấy? Đâu? Đấy là hôm trước con mà mua. Mua thì phải tích cực vào mà đình đá chứ biết chứ. Vâng ạ. Các anh chị ơi, đây là thời khóa biểu lớp 1 của em này. Thời khóa biểu lớp 1 rồi. Nhưng mà bây giờ em phải bảo mẹ là mua một một cái mới. Ok, thế hôm nào bảo mẹ nhá. Uầy, vâng ạ. Cái bức tranh này cũng ở lớp 1 phải không? Lớp mẫu giáo. Mẫu giáo thì nhìn xinh gái đấy nhỉ. 2023. Đây còn bên này bức tranh là gia đình mình đi chụp ảnh ở dưới trung tâm thương mại phải không? Trung tâm thương mại. Các anh chị ơi, lúc hè em phải làm một tập đề to như này này. Uầy, tập đề như thế này con làm nhưng mẹ có chấm điểm đó không? Ôi giời, có sai không đây? Sai hết rồi đây này. Sai đâu? Chưa sai. Mới làm được một tờ rồi. Đây các bạn ơi, đây là cái tập đề của em Quỳnh Nhi làm mùa hè nhá. Nhưng mà bố thấy chưa làm mấy sao ấy, con còn đầy đây này. Chỉ con làm một tờ thôi, một tờ. Xong.
Làm một đề hay con làm một đề đi cho các anh chị xem. Thôi con làm một đề. Ok, để làm một đề xem nào. Em Quỳnh Nhi có làm ok không nha? Vâng ạ. Đâu, Quỳnh Nhi làm cho bố cho nào. Vâng ạ. Đây các bạn ơi, em Quỳnh Nhi sẽ làm một cái đề này. Thôi cần làm một mặt này thôi. Một mặt thôi á? Ờ, làm một mặt thôi. Bây giờ con đọc cái câu hỏi đi, xong rồi con làm. Vâng ạ. Trong số 76, chữ số nào ở hàng đơn vị? Đâu, chữ để xem số... chữ số nào. Chữ đúng số... là chuẩn rồi đấy, sai là bố phạt đấy. Phạt gì ạ? Chữ đi. Số 7. Phạt làm thêm 10 tờ nữa. Ôi, đây là chữ số 7 là chữ gì? Là số hàng gì? Hàng chục. Đấy chưa? Thế con phải làm thêm 10 tờ nữa rồi nhá. Bố đã bảo như thế nào rồi. Làm là phải đọc nó rồi, phải nhìn kỹ chứ. Chưa chi đã chốt ngay cái số 7 rồi. Thôi bây giờ cứ làm đi. Các bạn ơi, em Quỳnh Nhi mới vào đã sai một câu rồi. Nếu mà được 10 điểm sẽ bị trừ 1 điểm rồi. Bây giờ phải xem các câu hỏi khác khác nhá. Trong số 48, chữ số nào ở hàng chục. B, cái con B này. Đâu? B. Không phải, chữ số 4 hàng chục. Số 4 đâu? Nhá. Ở trên này là đã là hàng đơn vị là số 7 rồi. Đấy, 76 đã số 7 rồi. Dưới này hàng chục kia này phải B chứ. Đâu? Bố cũng rớt như con rồi đấy. Rồi rồi, bây giờ làm câu 3 xem nào. Vâng ạ. Đấy, làm hai câu nó chỉ lệch nhau một tí thế thôi mà đã sai một câu rồi các bạn ạ. Để bây giờ xem ở trong tờ này nó có 8 câu hỏi xem là em Quỳnh Nhi sẽ làm đúng bao nhiêu câu nhá. Vâng ạ. Thế nãy giờ là em Quỳnh Nhi với bố Hùng ở trong này là làm đề đúng không? Vâng. Làm một tờ đề cho các anh chị xem đấy. Đâu? Bút chấm điểm đâu? Đây xem nào, có sai mấy câu liền rồi. Mày rồi. Trong số 76, chữ số nào hàng đơn vị? Hàng đơn vị là hàng đằng sau này thì chữ số 6 mà đầu tiên là chữ số 7 à? Đấy. 48 chữ số nào ở hàng chục? Là số 4 đúng rồi. 65. Thế mà bố phải là chữ số 8. 65 bằng 60 cộng 5 đúng rồi. 6 vay 7 lớn, ok. Số 57 được gọi là tổng đúng. Số bị trừ. Số đây các bạn ơi, số bị trừ là số nhỏ nhất có hai chữ số. Vậy số nhỏ nhất có hai chữ số là mấy? Là 10. 10. Trừ số trừ là 1. Trừ 1 bằng 9. Đúng. Tổng số tuổi của hai anh em là 12. Em 2 tuổi, hỏi anh mấy tuổi? Thế làm phép gì nhỉ? Phép trừ. Mấy trừ mấy? 12 trừ 2 bằng 10. Ok. Thế cái phép tính này nó bị ngược các bạn ơi. Đây là phép tính này, nó biết tổng rồi. Nó biết là một số hạng rồi. Bây giờ còn một số hạng nữa thì mình lại phải trừ đi là ra. Tô màu 2 thẻ đi 2 số. Em tưởng là anh là 12 tuổi, em là 2 đây, tuổi. Đây con phải nhìn cái tổng đây này, tổng số tuổi của hai anh em đây này. Hai thẻ có số hiệu bằng 2. Đúng. Rồi bài này đáng nhẽ ra là được 10 điểm. Nhưng mà sai mất một cái câu này. 9,5. 9 thôi. 9,5. 9 phải mấy? 9,5. Sao lại phải 5? Phải 5. Nói thì phải nói không được ngọng. 5 là ngọng đấy. Thôi được rồi, sai một câu là phải làm thêm 10 tờ đấy nhá. Đâu, 9,5. Bây giờ bye bye các anh chị đi để em Quỳnh Nhi làm thêm 10 tờ nữa. Rồi, các bạn ơi, đấy, ngày hôm nay là em Quỳnh Nhi được mẹ Hằng tặng quà này, xong rồi là được làm đề, nhưng mà làm như thế này mẹ lại muốn cho làm 10 bài nữa luôn á. Làm đề dễ như thế này người ta là phải lấy 10 dễ dàng, chứ mình có mỗi cái câu dễ ợt như thế cũng sai từ đầu luôn thì. Rồi bây giờ chào các anh chị đi để em Quỳnh Nhi học thêm nha. Em chào các anh chị. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của gia đình nhà Hằng nha. Bây giờ thì em Quỳnh Nhi phải đi học thêm để cho nắm chắc kiến thức đây. Như thế là nắm chắc rồi được rồi mà. Rồi, đấy là bị nhầm thôi. Chúng ta phải học nữa và học mãi mà. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo nha. Bye bye. Bye bye.